Nga Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 14 tháng 3. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Miền Bắc tăng nhiệt nhanh, bắt đầu những chuỗi ngày có nắng. Nam Bộ nắng nóng kết hợp chiều cường. Bão mạnh tại Pháp, 6 người thiệt mạng. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình thời tiết tại miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13 tháng 3, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhẹ, không khí lạnh suy yếu khiến miền Bắc ấm lên rõ rệt, nhưng cũng theo đó ô nhiễm không khí nguy cơ gia tăng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 13 tháng 3 miền Bắc tiếp tục ấm lên khi không khí lạnh suy yếu, nền nhiệt về đêm và sáng sớm cũng tăng nhanh, thấp nhất ở 17 đến 19 độ C. Ban ngày khu vực mưa vài nơi, hửng nắng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ, có thể gây cảm giác oi nóng ở một số thời điểm. Dự báo ngày 13 tháng 3, Hà Nội và các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ấm lên. Ban ngày có mưa vài nơi, hửng nắng về trưa và chiều, nhiệt độ tăng nhanh, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất dao động từ 24 đến 27 độ C gây cảm giác oi bức. Đáng lưu ý tình trạng sương mù trở lại, độ ẩm tăng cao khiến ô nhiễm không khí tại Hà Nội tái diễn. Cùng với đó, hiện tượng nồm ẩm cũng tăng, gây cảm giác khó chịu cho người dân. Kiểu thời tiết này còn duy trì đến cuối tuần này. Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục thông tin về tình hình chiều cường mức cao tại vùng ven biển phía đông của Nam Bộ. Theo đó, dữ liệu quan trắc hải văn đã ghi nhận mực nước cao nhất tại Vũng Tàu đạt tới 4,2 m vào hồi 3 giờ ngày 12 tháng 3. Trong ngày 13 tháng 3, nhiều nơi vùng ven biển các tỉnh từ Vũng Tàu đến Cà Mau có thể tiếp tục ngập bởi chiều cường. Thời gian xảy ra ngập từ khoảng 13 đến 16 giờ chiều. Từ ngày 14 tháng 3, mực chiều cường có xu hướng giảm nhưng vẫn còn cao. Đánh giá tình hình nắng nóng, các chuyên gia khí tượng cho biết, tại Nam Bộ đã xảy ra tình trạng nắng nóng kỷ lục tính từ đầu năm nay. Vào ngày 11 tháng 3 vừa qua, nhiệt độ đo tại Đồng Phú, Bình Phước đạt tới 38,5 độ C, tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 37 độ C. Nguyên nhân là tác động của hiện tượng El Nino hoạt động mạnh đã gây nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua. Ngày 12 tháng 3, nền nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ đã giảm khoảng 10 độ C so với ngày 11 tháng 3 và ngày 13 tháng 3. Tình trạng nắng nóng vẫn còn tiếp diễn với nhiệt độ cao. Dự báo nắng nóng tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ sẽ kéo dài đến 23 tháng 3 mới có mưa cục bộ. Sau khoảng 3 ngày có mưa trái mùa, Nam Bộ lại nắng nóng. Chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới. Thưa quý vị, mới đây chính quyền Pháp cho biết đã có 6 người thiệt mạng tại nước này cuối tuần qua khi cơn bão mạnh quét qua khu vực miền Nam nước Pháp, trong khi các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục để tìm kiếm 3 người mất tích, trong đó có 2 trẻ em. Cụ thể, trong ngày 10 tháng 3, chính quyền địa phương đã phát hiện một người đàn ông thiệt mạng trong một chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi tại làng Jonier thuộc tỉnh Gard. Cũng tại tỉnh này, hai phụ nữ đã thiệt mạng cùng ngày sau khi chiếc ô tô của họ lâm vào tình trạng tương tự. Các nạn nhân khác của cơn bão trên bao gồm một người đàn ông 87 tuổi bị đuối nước trên sông và một người đàn ông được tìm thấy thi thể hôm 11 tháng 3, được cho là cha của một gia đình 4 người. Người đàn ông này đã thiệt mạng trong lúc tìm cách lái xe vượt qua một cây cầu bị ngập nước. Trong khi đó, tại tỉnh lân cận Ardèche, lân cận, người quản lý một nhà máy điện thủy điện đã mất tích từ tối ngày 9 tháng 3 khi đi kiểm tra nhà máy tại ngôi làng Saint-Martin de Valamas. Trái ngược với bão mạnh tại Pháp, tại Nam Phi, cơ quan dự báo thời tiết của nước này ngày 11 tháng 3 cho hay Nam Phi đang trải qua một đợt sóng nhiệt với nhiệt độ được dự báo lên tới 40 độ C ở một số khu vực. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên cả ba miền trong đêm nay và ngày mai. Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Trung Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng khu Tây Bắc ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng vùng đồng bằng ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất 23 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi,
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5-2,5 m. Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20-26 độ. Thành phố Vinh, mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 22-27 độ. Thành phố Huế, nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 21-28 độ. Thành phố Đà Nẵng, mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 23-30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 24-34 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai, 14 tháng 3. Quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại!